Tôi, thiếu tá Đỗ Mạnh Huy, chỉ huy các lực lượng giữ diện, báo cáo đồng chí thiếu tướng Vũ Thanh Trường, giám đốc công an thành phố, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ dự lễ khai mạc có mặt đầy đủ, đội ngũ chỉnh tề. Xin ý kiến đồng chí. Đồng chí cho thực hiện theo chương trình. Rõ. Lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa toàn thể công ty, chương trình lễ giữ lãnh biểu dương lực lượng phương tiện tại hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2 công đoàn công ty số 2 xin phép được bắt đầu. Dẫn đầu đoàn nghi thức là cờ tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chọn là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Vào thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, lá cờ tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn từ lịch sử bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Từ ấy đến nay, cờ đỏ sao vàng thiêng liêng luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Quốc kỳ Việt Nam đã có mặt trên các quốc gia và vùng lãnh thổ mà nước ta đặt quan hệ ngoại giao trên toàn thế giới. Chúng ta kính chào chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài, người là vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng thi đấu rèn luyện thể thao cho mọi người dân Việt Nam. Lúc sinh thời ngày 27 tháng 3 năm 1946, người đã ra lời kêu gọi toàn dân luyện tập thể dục thể thao. Đang hùng dũng tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên Đức Hồng Kỳ, biểu hiện cho sự phát triển và trưởng thành của nền thể thao cách mạng, kế tục và phát huy truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày nay luôn hăng say học tập, không ngừng rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và lễ đài là công an kỳ, lá cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Công an nhân dân thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các loại vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Công an nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẩu hiệu của lực lượng từ những ngày đầu thành lập là bảo vệ an ninh tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an 8 huyện, Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Liên Lãng, Kiến Thụy, Cát Hải, Bạch Long Vĩ của thành phố Hải Phòng. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 5 tháng 9 năm 2018, 8 đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực thuộc công an các huyện được thành lập. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các huyện đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Tiến vào lễ đài là khối diễu hành của lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố Hải Phòng. Trải qua 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát cơ động đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Là lực lượng chủ công mũi nhọn của công an thành phố, có trách nhiệm tham mưu với Đảng ủy, giám đốc công an thành phố trong công tác vũ trang, bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lực lượng cảnh sát cơ động có nhiệm vụ thực hiện các phương án tác chiến chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin, trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, giải tán các vụ gây rối, biểu tình trái pháp luật. Chào mừng lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hải Phòng, 76 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh trật tự của thành phố và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của công an thành phố Hải Phòng. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố làm tốt công tác hướng dẫn giao thông, tham mưu tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, đăng ký quản lý phương tiện giao thông, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến đường giao thông. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trực tiếp tham gia cứu nạn cứu hộ giao thông trên các tuyến đường bộ của thành phố, phối hợp chặt chẽ trong công tác phát hiện và xử lý các vụ sự cố cháy nổ trên các tuyến giao thông trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ. Đang tiến vào lễ đài là lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an 7 quận: Hồng Bàng, Lê Trân, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh của thành phố Hải Phòng. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 5 tháng 9
công an cấp quận, tham mưu với quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các quận ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, phối hợp tốt với phòng PC07 công an thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo thế trận chặt chẽ, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ kịp thời, hiệu quả. Chào mừng đoàn đại biểu cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố. Tôi phòng cháy chữa cháy sở công an Hải Phòng, tiền thân của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố, được hình thành trong công cuộc giải phóng thành phố, chiến đấu ngoan cường, mưu trí dũng cảm, lập công xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho phòng cháy chữa cháy sở công an Hải Phòng. 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù với mô hình tổ chức cấp đội, cấp phòng hay cấp sở, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tận tụy, dũng cảm, mưu trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đang tiến vào lễ đài là lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của thành phố Hải Phòng. Tại 217 trên 217 đơn vị, một đội phó và ít nhất 8 đội viên theo đúng quy định tại nghị định 136 của Chính phủ. Đây là lực lượng quan trọng làm nòng cốt cho phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở. Được sự quan tâm củng cố về tổ chức, biên chế, nghiệp vụ và trang thiết bị, chất lượng hoạt động của lực lượng này được nâng cao. 70% các vụ cháy xảy ra đều được lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia giải quyết ngay từ ban đầu, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đây thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố. Đoàn xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an thành phố Hải Phòng được sự quan tâm của Bộ Công an và thành phố với chủ trương xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Những năm qua, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an thành phố đã được quan tâm đầu tư trang cấp, cùng với việc hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hải Phòng số 1, cứu hộ xe cứu thương, xe thang phục vụ cứu nạn cứu hộ dưới nước, xuồng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được trang bị cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an các quận huyện. Với các công nghệ tiên tiến, tính năng hiện đại, các xe chữa cháy được trang bị lăn giá trên nóc xe với công suất lớn, tại lưu lượng 361/giây và tầm phun xa 50m, rất hiệu quả trong dập tắt các đám cháy lớn. Các xe thang với tầm cao tới 57m cùng với tăng phun nước gắn ở đỉnh thang là phương tiện hiệu quả phục vụ cứu người bị nạn trên cao và trinh sát, làm mắt các mái nhà công trình bị cháy. Xe cứu nạn cứu hộ với các thiết bị chuyên dụng như kìm banh, bóng nâng các kết cấu bị đổ sập, vượt trống, kích thủy lực, tời, hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn. Xe phục vụ cứu nạn cứu hộ dưới nước với thiết bị dò tìm dưới nước sâu, thiết bị lặn chuyên dụng. Cùng với đó là xe cứu hộ giao thông của cảnh sát giao thông, xe chống bạo động với tét chứa nước và súng phun nước công suất lớn của cảnh sát cơ động là những phương tiện phối hợp hiệu quả cho nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an thành phố. Ngoài ra, các xe chữa cháy của đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở cũng là những phương tiện chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu, hiệu quả tại các vùng cháy và tình huống cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố.
chỉnh đốn trang phục xong. Yeah! Tổ cơ lên vị trí. Kính mời các đồng chí lãnh đạo đại biểu đứng dậy thực hiện nghi lễ chào cờ. Chào cờ! Chào! Tuyển. Và khoảng cách của cho nhạc. Chúng ta đi qua lễ đài đồng chí, nhưng nhiều đơn vị các đồng chí có hiện nay tôi thấy Phú Thọ là đi tốt rồi, còn lại các đơn vị khác còn đi đây chưa có nước cập biển. Và đoàn Hải Phòng các đồng chí ở bố trí cho tôi cũng 10 người. Thực hiện kế hoạch số 418 ngày 8 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ hai, kế hoạch số 449 ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Công an thành phố Hải Phòng về việc đăng cai tổ chức vòng loại hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ hai cùng thi số 2 tại thành phố Hải Phòng. Hội thi là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nâng cao thể lực, trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, cứu nạn cứu hộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, tập luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022, đồng thời là nơi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giữa các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham dự vòng loại cuộc thi số 2 tại thành phố Hải Phòng. Tới dự hội thi hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Phạm Viết Dũng, phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng, trưởng ban chỉ đạo hội thi. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Phan Mạnh Hà, trưởng phòng 6 cục C07, phó trưởng ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Dương Đình Thành, phó giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Đỗ Tiến Thùy, phó giám đốc công an tỉnh Tuyên Quang. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Tuân, phó giám đốc công an tỉnh Bắc Cạn. Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các đoàn vận viên và toàn thể cổ động viên đã có mặt trong buổi thi đầu tiên của hội thao hôm nay. Kính thưa các đồng chí, trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày đầu tiên của hội thi, ban tổ chức sẽ tổ chức thi hai môn bơi dưới nước gồm cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước, bơi cứu nạn cứu hộ. Tiếp theo chương trình là phần thi đấu của các đội tuyển. Ban tổ chức xin mời các đội tuyển khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tham gia thi đấu theo đề lệ. Đề nghị tổ phục vụ vào vị trí chuẩn bị, kính mời ban trọng tài, ban trọng tài điều hành cuộc thi trong môi trường nước. Về thứ tự môn thi, môn bơi cứu nạn cứu hộ sẽ thi trước. Môn bơi cứu nạn cứu hộ, để thi thứ nhất. Thêm luôn nhá. Toàn chân ông cứ dùng tay thôi. Công an tỉnh Thái Nguyên thứ 1, công an tỉnh Tuyên Quang thứ 2. Vận động viên, vận động viên. Thế thì đấu số 2 thì vận động viên đội tuyển quân lặng Tuyên Quang cũng đã sẵn sàng. Trang phục bơi, mũ và kính. Dưới nước thì các hình đồ cũng đang được các phục vụ viên chuẩn bị. Bóng cờ. Thi đấu của
Thái Dương sẽ dành cho Hải đợt cuối cùng. Những cơ nạn nhân trên bờ sẽ do vận động viên số 2 hỗ trợ. Sau đó thì vận động viên số 2 sẽ tiếp tục tiếp nước và cứu nạn nhân đang chìm ở dưới nước ở vị trí rất nhanh. Vận động viên số 2 của Tuyên Quang, công an Tuyên Quang đang rơi xả rất nhanh tới vị trí. Những người mang nạn nhân phải hoàn toàn ở trên mặt nước của vận động viên Tuyên Quang. Tốc độ ở dưới nước là rất nhanh. Phải đưa nạn nhân lên vị trí đứng theo quy định. Sau đó vận động viên phải chạy tới đích thì trọng tài sẽ đánh rơi. Công an tỉnh Quảng Ninh tối nay, công an tỉnh Bắc Giang và công an tỉnh Phú Thọ chuẩn bị. Đồng chí tổ chức vụ nhắc các đồng chí không có nhiệm vụ. Đội tuyển số 2 ở sát và đại biểu là đội tuyển dành cho đội tuyển công an tỉnh Quảng Ninh. Công an tỉnh Quảng Ninh tối nay. Chạy ra nhà mùa sau, gọi là chạy.